Xin chào tất cả các bạn, mình là Saku. Chủ đề video hôm nay là Đà Gia Lệ. Các bạn có biết Đà Gia Lệ không? Đà Gia Lệ là một loại chơi chữ mà các bạn chơi với các từ có âm giống nhau. Mình thấy nếu các bạn nhớ Đà Gia Lệ thì chắc sẽ dễ nhớ các từ vựng tiếng Nhật đấy. Rồi, sau đây mình xin giới thiệu các đa gia lệ tiếng Nhật cho các bạn nhé. Bắt đầu. Rồi, thứ nhất là Kaeru wa kaeru. Kaeru wa kaeru. Câu tiếng Việt là con ếch về nhà. Kaeru là con ếch, còn kaeru là về nhà. Kaeru wa kaeru. Kaeru wa kaeru. Kaeru wa kaeru. Rồi, nhớ chưa? Tiếp theo là Usagi ga sagi ni au. Usagi ga sagi ni au. Câu tiếng Việt là con tỏ bị lừa. Usagi là con tỏ, còn sagi ni au là bị lừa. Usagi ga sagi ni au. Usagi ga sagi ni au. ウサギが詐欺に遭う。ウサギさん、かわいそうですね。コント、おーい。ディエクラム。ふふふふふ。トゥバー、ラ、クマの車。クマの車。カウナイゼワ。各番ハイトゥジクトゥセンネ。クマの車。Câu tiếng Việt là ô tô của con gấu. Kuma là con gấu, còn kuruma là ô tô. Kuma no kuruma. Kuma no kuruma. Rồi, được chưa? Tiếp theo là tora no torak. Tora no torak. Câu tiếng Việt là xe tải của con hổ. Tora là con hổ, còn torak là xe tải. Tora no torak. Tora no torak. Tora no torak. Rồi, được chưa? Rồi, tiếp theo là neko ga nekorogaru. Neko ga nekorogaru. Câu tiếng Việt là con mèo nằm xuống. Neko là con mèo, còn nekorogaru là nằm xuống. Neko ga nekorogaru. Neko ga nekorogaru. Buồn ngủ quá. Rồi, cuối cùng là niwa 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 no niwatori ga iru. Niwa 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 no niwatori ga iru. Ôi, khó quá. Câu tiếng Việt là có hai con gà trong sân. Niwa là sân, còn niwa là hai con, còn niwatori là con gà. Niwa 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 no niwatori ga iru. Niwa 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 no niwatori ga iru. Niwa 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 no niwatori ga iru. Niwa 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 niwatori ga iru. Rồi, các bạn nhớ chưa? Rồi, お疲れ様でした。どうでしたか？今後もいろいろなダジャレを取っていこうと思うので、ぜひ参考にしてみてください。では、次の動画でまたお会いしましょう。バイバーイ。